Muốn bánh ướt tà hủ. Nhớ là khi có một cái camping như thế này thì làm ơn chơi nguyên cái đồ này xách theo chứ đừng có chơi bọc ni lông xách theo được. Đúng rồi, mang hộp nhựa nữa. Trời nè, hộp nhựa nhóc luôn. Quá trời luôn nè, quá dùng thu luôn. Đúng sao thì cái hộp hẹt luôn. Cái thứ mình thích nhất là chụm lửa. Hồi nãy ngồi thì không có một miếng gió nào hết, tự nhiên con Phượng nó ra cái gió không. Con của trời, muốn gì là được đó liền. Mình bị đặt thức đêm hả mày? Ê, chín rồi. Trời, ghê vậy? À, con chín luôn. Mấy mẹ của mình á. Phượng khám phá nồi cơm hả? Dạ. Nói rồi, đi trải nghiệm cuộc sống nó hay lắm. Mình sẽ được thử mọi thứ mà trước giờ mình chưa được làm. Hôm nay mình được đi bụi.